Tin bóng đá, đội tuyển nữ Việt Nam thua trận, huấn luyện viên Mai Đức Chung thẳng thừng chỉ trích trọng tài. Tối qua ngày 26 tháng 10, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu rất quan trọng gặp đội tuyển Uzbekistan. Tại bảng C, đội tuyển nữ Nhật Bản đã được đánh giá mạnh nhất và họ cũng nhanh chóng chứng tỏ điều đó khi đè bẹp đội tuyển nữ Ấn Độ với tỷ số 7-0. Cách đây không lâu, tại vòng bảng ASEAN 2023, dù không chơi với đội hình mạnh nhất, đội tuyển nữ Nhật Bản cũng đã thắng đội tuyển nữ Việt Nam 7-0. Tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024, có 12 đội tuyển bóng đá nữ tranh tài, chia thành 3 bảng đấu vòng tròn một lượt. Theo quy định, 3 đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ có vé đi tiếp. Chính vì đội tuyển nữ Nhật Bản có đẳng cấp vượt trội, mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là nỗ lực thắng cả đội tuyển nữ Uzbekistan và đội tuyển nữ Ấn Độ để hướng tới việc giành ngôi nhì bảng kèm theo thành tích tốt nhất trong 3 đội nhì bảng. Tuy nhiên, nhiệm vụ đó đã trở nên vô cùng khó khăn khi đội tuyển nữ Việt Nam thua đội tuyển nữ Uzbekistan 0-1. Trong trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam chơi rất nỗ lực, nhiều thời điểm lấn lướt nhưng lại không gặp may mắn. Điển hình là việc Huỳnh Như dứt điểm dội cột dọc. Vào cuối trận, một cầu thủ đội tuyển nữ Uzbekistan kéo ngã Bích Thủy trong vòng cấm, nhưng trọng tài đã không cho đội tuyển nữ Việt Nam được hưởng phạt đền. Thất bại này khiến đội tuyển nữ Việt Nam chưa có điểm nào và hiện đứng thứ 3 tại bảng C. Kết quả không như ý, cộng thêm những tình huống ra quyết định chưa chính xác của trọng tài, khiến huấn luyện viên Mai Đức Chung bức xúc. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, trọng tài không theo sát được một số tình huống, không phải vì thất bại mà tôi chỉ trích trọng tài đâu, nhưng có những tình huống đáng ra đội tuyển nữ Việt Nam được hưởng đá phạt thì lại không. Có tình huống đội bị phạm lỗi nhưng trọng tài lại thổi cho Uzbekistan. Thậm chí, có pha bóng đội tuyển nữ Việt Nam đáng được hưởng phạt đền thì trọng tài lại không thổi. Nhấn mạnh về kết quả chung cuộc, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ: "Tôi nghĩ trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng hòa hơn là thua Uzbekistan. Các cầu thủ như Hải Yến, Bích Thủy bỏ lỡ một số cơ hội." Ngoài sự nuối tiếc này, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng chỉ ra hạn chế của đội tuyển nữ Việt Nam. "Phải thừa nhận, đội tuyển nữ Việt Nam phối hợp chưa tốt. Chúng ta có sức lực tốt hơn so với chủ nhà Uzbekistan. Các cầu thủ đội bạn bị trôi sút khá nhiều, nhưng đội không phát huy được lợi thế đó. Ngoài ra, đội tuyển nữ Việt Nam chưa thể tận dụng thế mạnh từ những đường chuyền sệt. Thay vào đó, các cầu thủ lại chơi bóng bổng, dẫn tới sự mất ưu thế vào tay Uzbekistan, đội vốn sở hữu những cầu thủ có chiều cao tốt hơn hẳn." Ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Ấn Độ vào ngày 29 tháng 10. Trong lượt trận cuối cùng bảng C, đội tuyển nữ Việt Nam so tài với đội tuyển nữ Nhật Bản.